Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước CF Moto 300 SR 2010, đối thủ của chiếc Yamaha R3 2020 đã chính thức được tiết lộ. Cùng với những thông tin mà mình đã chia sẻ lần trước về cái sự ra mắt của cái chiếc CF Moto 250 SR 2010, thì đồng hành cùng với nó là bản 300cc có cái tên là CF Moto 300 SR 2010 đã được chính thức tiết lộ cho một số thị trường, trong đó có Ấn Độ. Và đây là một cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe đứng từ bảng như Yamaha R3 2010. CF Moto 300 SR 2010 là bản thiết kế tương tự như phiên bản là 250 SR mà mình đã từng giới thiệu, nhưng với dung tích xăng được nâng lên. Sức mạnh bắt nguồn từ cái động cơ thành đường 292.4cc DOC là mát bằng cái lỏng. Động cơ này sinh ra một công suất đạt lên tới là 28.6 hp, tại bùng tô là 8.750 hp/phút. Cái mô men xoắn cực đại là 25.3 Nm, tại bùng tô là 7.250 hp/phút. Hộp số còn tài 6 cấp, trang bị hệ thống D+. Một trong những chia sẻ của CF Moto về cái chiếc 300 SR 2020 đó chính là họ đã triển khai các phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu suất và hiệu quả chung của khóa động cơ trên hình mới này. Động cơ được sử dụng một piston nên được rèn có khả năng giảm ma sát, và sedan có cái công nghệ giảm tiếng ồn để giảm thiểu cái rung động và cái tiếng ồn động cơ. Trục cân bằng tích hợp cho phép động cơ lập quay chân chu hơn. Có lẽ một trong những tính năng hấp dẫn nhất của cái chiếc CF Moto 300 SR 2020, ngoài cái kiểu dáng thể thao mà mình cũng đã từng chia sẻ trước đây, đó là mẫu xe có thiết kế hào hào giống như cái chiếc Subaru 1000 R Fairlane. Và cái điểm hấp dẫn khác nữa đó chính là cái màn hình hiển thị màu sắc đầy đủ. Nó cũng tương tự như người anh em là 300NK đã có sẵn bán ở thị trường Ấn Độ. Màn hình TFT có hai giao diện cho hai chế độ lái cũng được cung cấp là EQ và Sport. Nó có một vẻ đẹp mà một tính năng nho nhỏ nhưng sẽ nâng cao sở thích trải nghiệm cho khách hàng. Một số tính năng khác của cái chiếc CF Moto 300 SR 2020 bao gồm thiết kế kết hợp thể thao, cái đèn LED toàn phần, ống xả thì dưới bụng, tay lái dip on, hệ thống treo trước lộ hành trình ngược 37 m, cái chiều cấp yên 780 m, cái trọng lượng 185 kg. Thiết lập phanh cho CF Moto 300 SR 2020 gồm có đĩa kép 292 mm, hoạt động với phanh 4 bis ở phía trước và đĩa đơn 220 mm với phanh 1 bis đặt ở sau. Hiệu suất phanh được tăng cường bởi công nghệ chống bóp cứng phanh ABS Continental. CF Moto 300 SR 2010 trông giống như người anh em của nó là cái chiếc CF Moto 250 SR 2020. Trong số hai phiên bản mới này, hy vọng 300 SR 2020 sẽ được bán ở nước ta trong thời gian sớm nhất. Nó dự kiến sẽ mang một mức giá rất cạnh tranh khi so với chiếc Yamaha R3 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, đừng quên like và subscribe.